Xin chào các em. Ở những buổi học trước, các em đã tìm hiểu lý thuyết về cung cầu. Bây giờ để hiểu rõ hơn về cái hành vi của hai cái lực lượng cung và cầu trên thị trường, thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các chương tiếp theo. Ở chương số 3 này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hành vi của cầu thông qua lý thuyết hành vi người tiêu dùng. Ở trong chương này thì sẽ lý giải sự hình thành nguồn cầu thị trường trên cơ sở những ứng xử hợp lý của người tiêu dùng. Với điều kiện một lượng thu nhập là không đủ, thì người tiêu dùng sẽ phân phối thu nhập đó như thế nào để tối đa hóa cái lợi ích của mình. Việc phân tích hành vi của người tiêu dùng sẽ bao gồm 3 lý do chính như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ nghiên cứu sở thích của người tiêu dùng. Thứ hai là nghiên cứu sự hạn hẹp của ngân sách, và quyết định của người tiêu dùng thì phụ thuộc vào giá cả của hàng hóa. Thứ ba là chúng ta sẽ kết hợp sự yêu thích của người tiêu dùng với lại cả sự ràng buộc ngân sách để đưa ra sự lựa chọn giỏ hàng hóa tiêu dùng tối ưu. Khi bước vào một cửa hàng, bạn đứng trước hàng ngàn các món hàng mà bạn có thể mua, nhưng vì giới hạn tài chính của bản thân, bạn không thể mua tất cả những thứ gì mà mình muốn được. Chính vì thế, với những gì mà bạn có, bạn sẽ phải cân nhắc về giá tiền của chúng và mua một nhóm những hàng hóa phù hợp nhất với mong muốn và nhu cầu của mình. Ở trong chương này thì chúng ta sẽ tìm hiểu một lý thuyết mô tả cách người tiêu dùng đưa ra quyết định sẽ mua những thứ hàng hóa nào. Ở trong chương 3 này chúng ta sẽ tập trung vào 3 nội dung. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu lý thuyết về lợi ích. Thứ hai là chúng ta tìm hiểu cái cách thức ra quyết định của người tiêu dùng thông qua lựa chọn sản phẩm mà tiêu dùng tối ưu. Và nội dung thứ ba là chúng ta sẽ tìm hiểu độ co giãn của cầu, có nghĩa là cầu sẽ thay đổi ra sao khi mà có những cái nhân tố tác động đến cầu. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từ nội dung một. Động cơ đầu tiên khiến một người mua một cái hàng hóa nào đó, đó là do người này có sở thích đối với hàng hóa đó. Nếu như các nhà tâm lý học quan tâm đến nguồn gốc của sở thích, thì các nhà kinh tế học lại quan tâm đến sở thích đó ảnh hưởng như thế nào đến việc tiêu dùng. Chúng ta thấy rằng là bản năng con người là luôn hướng tới mức tiêu dùng cao hơn, an toàn sinh lý và hưởng thụ cá nhân. Việc họ ăn hay mặc nhằm khẳng định tính cách và giá trị của mình, vì vậy họ tiêu dùng cao hơn. Chính vì vậy, ngày nay thì ăn ngoài lý do để tồn tại cũng đã trở thành một nghệ thuật ẩm thực. Như chúng ta thấy rằng là tiêu dùng trước hết là để sinh tồn. Khi thu nhập tăng thì các yếu tố tâm lý tác động ngày càng lớn đến hành vi của người tiêu dùng. Giả sử rằng bạn hài lòng với một sản phẩm nào đó thì bạn sẽ sẵn sàng trả giá cho nó cao hơn, đúng không ạ? Mối quan hệ thuận chiều giữa sở thích và sự sẵn sàng chi trả cho một hàng hóa nào đó là đối tượng quan tâm của các nhà kinh tế học. Với 10 lần thu nhập và giá cả của sản phẩm cho trước thì một người sẽ quyết định mua một sản phẩm nào đó vì anh ta cho rằng nó mang lại nhiều lợi ích hơn những hàng hóa khác. Vậy lợi ích ở đây là gì? Lợi ích ở đây được hiểu là một thuật ngữ chỉ sự thỏa mãn, hài lòng hay như ý do việc tiêu dùng hàng hóa hay là dịch vụ mang lại. Lợi ích ở đây có một đặc điểm là nó mang tính chủ quan. Cùng là một sản phẩm nhưng nó có thể đem lại ích cho người này nhiều hơn người khác. Ở đây lợi ích là utility, được hiểu bằng chữ U. Chúng ta cần phân biệt hai khái niệm là tổng lợi ích và lợi ích cận biên. Tổng lợi ích thì được ký hiệu bằng chữ TU, total utility. Còn lợi ích cận biên thì ký hiệu bằng chữ MU, là marginal utility. Tổng lợi ích chúng ta hiểu nó là tổng thể sự hài lòng do toàn bộ sự tiêu dùng hàng hóa hay là dịch vụ mang lại. Nó là toàn bộ lợi ích mà người tiêu dùng nhận được khi tiêu dùng những số lượng khác nhau của một loại sản phẩm trong một đơn vị thời gian. Thế còn lợi ích cận biên thì nó là đại lượng phản ánh mức độ hài lòng do người tiêu dùng một cái đơn vị sản phẩm cuối cùng mang lại. Hay nói cách khác, nó chính là sự thay đổi trong tổng lợi ích khi thay đổi một đơn vị hàng hóa dịch vụ trong tiêu dùng trong một đơn vị thời gian. Vậy chúng ta thấy rằng là tổng lợi ích thì bằng các cái lợi ích cận biên cộng lại với nhau.
Thế còn lợi ích cận biên thì nó chính là sự thay đổi về tổng ích khi dùng thêm một đơn vị hàng hóa dịch vụ. Chính vì thế ta thấy rằng là công thức tính tổng lợi ích của việc sử dụng một loại sản phẩm là TU mặt hàng y nào đó thì nó sẽ bằng là MU1 cộng với MU2 chấm chấm đến MUN. Thế còn lợi ích cận biên MUN thì nó sẽ bằng là delta TU trên delta Q, hay nó chính bằng là tổng lợi ích của cái việc sử dụng sản phẩm thứ N trừ đi tổng lợi ích đạt được ở cái sản phẩm trước sản phẩm N. Ở đây chúng ta cũng lưu ý một cái khái niệm nữa về tổng lợi ích, đó là tổng lợi ích của việc sử dụng nhiều loại hàng hóa khác nhau thì nó sẽ bằng là gì ạ? Tổng hợp tổng lợi ích của các cái loại sản phẩm khác nhau. Ở đây ta cần lưu ý về cách tính lợi ích cận biên. Ở trường hợp thứ nhất, nếu các đơn vị hàng hóa tiêu dùng là dồi dào thì công thức tính lợi ích cận biên MU sẽ bằng là TUQ trừ đi TUQ trừ 1. Trong đó TUQ là tổng lợi ích do việc sử dụng Q số lượng sản phẩm. Thế còn TUQ trừ 1 thì là tổng lợi ích đạt được từ trước cái sản phẩm Q, tức là Q trừ 1. Trường hợp thứ hai, nếu các đơn vị hàng hóa tiêu dùng là liên tục thì khi delta Q tiến dần đến 0, chúng ta sẽ có công thức tính lợi ích cận biên MU thì là bằng đạo hàm của cái hàm tổng lợi ích TU theo số lượng sản phẩm sử dụng là Q. Ta có MU thì bằng là TU phẩy theo Q. Rồi chúng ta đi xét một ví dụ về tổng lợi ích và lợi ích cận biên từ việc sử dụng bia. Ở đây Q là số lượng cốc bia, TU là tổng lợi ích nhận được lần lượt từ các cái cốc bia, và MU là sự thay đổi hay là sự gia tăng về tổng lợi ích khi uống thêm các cốc bia. Cho thấy rằng là số lượng cốc bia ở đây được uống lần lượt là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, và tương ứng với các cái cốc bia này thì nhận được tổng lợi ích tương ứng là 0, 4, 7, 9, 10, 10 và 7. Và chúng ta thấy rằng là tương ứng với tổng lợi ích này thì sự gia tăng về tổng lợi ích do việc sử dụng thêm bia được xác định chính là lợi ích cận biên MU. Thì cách xác định MU như sau: khi số lượng cốc bia bằng 0, ta thấy rằng là tổng lợi ích đạt được bằng 0, vậy MU không xác định. Khi số lượng cốc bia sử dụng đến lần là 1, ta thấy là tổng lợi ích đạt được là 4. Như vậy sự gia tăng tổng lợi ích từ 0 lên 1 cốc bia ở đây là từ 0 lên 4. Vậy chúng ta xác định được MU thì bằng 4 trừ 0 bằng 4. Tương tự như vậy, ta có thể xác định được lợi ích cận biên cho các cốc bia còn lại lần lượt là 3, 2, 1, 0 và âm 3. Nhìn vào bảng số liệu này thì ta thấy rằng là khi gia tăng số lượng các cái cốc bia thì tổng lợi ích lúc đầu tăng lên. Nhưng tăng đến số lượng cốc bia thứ tư thì ta thấy là tổng lợi ích đạt được là cao nhất là 10, và sang cốc bia thứ năm thì nó không tăng lợi ích nữa, nó cũng chỉ đạt là 10. Thậm chí sang cốc bia thứ 6 thì nó bị giảm xuống còn là 7. Và tương ứng với sự thay đổi về tổng lợi ích như vậy thì ta thấy là lợi ích cận biên của việc sử dụng bia cũng giảm dần 4, 3, 2, 1. Thậm chí là đến cốc bia thứ 6 thì tổng lợi ích đạt được là âm 3. Bây giờ chúng ta sẽ đi biểu diễn tổng lợi ích và lợi ích cận biên của việc sử dụng bia trên đồ thị. Ở đây ta có hai đồ thị. Thứ nhất là đồ thị về tổng lợi ích TU, và thứ hai là đồ thị về lợi ích cận biên MU. Bây giờ ta sẽ xét mối quan hệ giữa TU và MU. Chúng ta thấy rằng là đồ thị về TU, chúng ta thấy là khi gia tăng số lượng cốc bia thì tổng lợi ích tăng dần lên, và khi tăng đến 4 cốc bia thì tổng lợi ích đạt được là cao nhất là bằng 10, và sang đến cốc thứ 5 cũng bằng 10, sang cốc thứ 6 thì tổng lợi ích bắt đầu giảm xuống. Tương ứng như vậy ở bên này, đồ thị lợi ích cận biên thì chúng ta thấy là lợi ích cận biên cũng giảm dần. Ta nhìn thấy tại vị trí mà tổng lợi ích đạt được cao nhất bằng 10 của TU max thì tương ứng với số lượng cốc bia đấy thì lợi ích cận biên bằng 0, nó nhìn đồ thị bên phải. Mối quan hệ thứ hai là khi tổng lợi ích còn đang tăng, tức là từ 0 cho đến 4 cốc bia, thì ta thấy là lợi ích cận biên là một con số dương, tức là phần đồ thị của lợi ích cận biên nằm phía trên chụp hoành. Mối quan hệ thứ ba là khi tổng lợi ích giảm, nghĩa sang từ cốc bia thứ 5 sang cốc bia thứ 6 thì tổng lợi ích giảm từ 10 xuống còn 7, thì ta thấy rằng là ở đồ thị bên phải này lợi ích cận biên là một số âm, ở phần đồ thị của MU nằm bên dưới của chụp hoành.
Vậy ta rút ra kết luận là khi TU tăng thì MU là một con số dương, khi TU giảm thì MU là một con số âm, và khi TU đạt giá trị cực đại thì MU bằng không. Ví dụ về việc uống bia vừa rồi cho ta thấy là khi mà chúng ta tăng dần số lượng cốc bia lên thì tổng lợi ích sẽ tăng lên, nhưng mà tăng với một tốc độ chậm dần và sau đó thì giảm. Và tương ứng với điều này thì cái lợi ích cận biên của việc sử dụng bia cũng giảm dần. Và cái việc mà lợi ích cận biên giảm dần này được thể hiện thông qua một quy luật trong tiêu dùng, đó là quy luật lợi ích cận biên giảm dần. Quy luật này được phát biểu như sau: lợi ích cận biên của một hàng hóa nào đó sẽ có xu hướng giảm đi khi ta tiêu dùng ngày càng nhiều hơn lượng hàng hóa đó trong một thời kỳ nhất định. Tại sao lợi ích lại giảm? Đó là do giảm sự hài lòng và thích thú khi ta tiêu dùng thêm hàng hóa, vì thế lợi ích giảm. Ta hình dung ban đầu khi chúng ta chưa uống một cốc bia nào cả thì trong bụng chúng ta đang rỗng tuếch không có gì, đúng không ạ? Nhưng khi chúng ta tăng dần số lượng cốc bia uống thêm thì chúng ta thấy là cái dạ dày ngày càng đầy lên, và đến một cái chừng mực nhất định đó thì cái dạ dày nó sẽ đầy ắp và nó không thể chứa được nữa. Và lúc này chúng ta thấy rằng là cái lợi ích của việc sử dụng bia nó sẽ ngày càng giảm xuống. Chúng ta lưu ý là quy luật này chỉ đúng trong điều kiện tiêu dùng bình thường và khoảng thời gian diễn ra việc tiêu dùng là ngắn. Ví dụ như chúng ta vừa kết hợp uống bia vừa uống một cái thứ khác nữa thì quy luật này nó sẽ không đúng, đúng không ạ? Và thứ hai là nếu như cái việc tiêu dùng này diễn ra trong khoảng thời gian dài thì quy luật này nó cũng sẽ không đúng. Ví dụ như là ngày hôm nay chúng ta uống bia thì nó phát huy quy luật này, đúng không ạ? Nhưng mà đến sang đến ngày mai khi chúng ta uống lại cốc bia ban đầu, chúng ta lại thấy là nó rất ngon, chứ nó không phát huy ngay cái quy luật này cận biên dần dần, mà chúng ta phải uống thêm những cốc tiếp theo thì cái quy luật này nó mới phát huy.